hiện tại này mọi người nhé, ở khu vực này thì thật sự là có các em gái đang dọn dẹp khu vực này rất chi là xinh đẹp này. Đó. Em ơi, rất chi tự nhiên. Đó, các em gái này, các em này ở trên đỉnh Mẫu Sơn nhé, các em này đang đảm nhiệm khu vực dọn dẹp ở khu vực trên này nhé. Em ơi, cho anh xin nụ cười. Em ơi. Em gái ơi. Hiện tại nhá, em gái áo đỏ kia rất xinh là kiều này. Em gái áo đỏ ơi. Cho anh xin nụ cười gái nhỉ. Em gái ơi. Hả? Sao thế? Em ơi, cho anh xin một nụ cười. Đó, em gái này thật sự là rất chi là ngãi này. Mọi người nhá. Đó. Đây. Cô bé sao lại tôi không anh nhiều. Anh Nam là một YouTuber thì anh phải truyền bá cái hình ảnh đẹp mà. Em ơi, anh mạnh vlog nhá. Xin cảm ơn các bọn em rất nhiều nhé. Thì mọi người nhá, thì hiện tại bây giờ ấy, mình sẽ vào trong bạn đi vào Mẫu Sơn đỉnh nhá, Mẫu Sơn quán mình sẽ hầm rượu. Chỉ có rượu bán bằng chai ấy. Mình tưởng là trong này có rượu thử, thế nhưng mà không có rượu thử mọi người nha. Thì mình sẽ mua một chai. Đéo tin. Thế rượu này bán thế nào nhỉ? Sao rượu đây bán theo chai ạ? Từng loại, có loại M2, M6, M8 ạ. M2, M6, M8 là thế nào? M2 là ủ là 2 năm, M6 ủ 6 năm và M8 ủ 8 năm ạ. À, 8 năm cơ? Dạ vâng ạ. Oh my god. Thế là thật sự là rất là tuyệt vời nhỉ, đúng không? Rượu 8 năm là bao nhiêu tiền một chai nhỉ? Dạ, một chai M8 8 năm có giá là 560.000 ạ. 560.000. Dạ vâng. Rồi M2 là bao nhiêu? Dạ M2 là 130 ạ. 130 ạ. Dạ vâng. M3 này. Dạ không có M3, có M6 ạ. What the fuck? Chỉ có mọi người nhá, thật sự là không có M3. Đó, chỉ có M bao nhiêu nhỉ? M5 ạ. M2, M6, M8 ạ. M2, M6, M8. Chỉ có số chẵn thôi, có số lẻ. Mình chơi cô chủ quán một tí nhá, thế nhưng mọi người thông cảm nhá. Thì M2 à? Dạ vâng. Thế có một rượu không thử không? Dạ không có, hôm nay không có ạ. Hôm nay không có? Dạ vâng ạ. Hôm nay lạnh quá, không có hay nào? Dạ không, tại vì hôm nay người ở công ty không lên nên không có rượu thử ạ. Ồ thế? Dạ vâng. Mai có thử nhá. Thế chân này Mẫu Sơn, nhưng mà rượu này Mẫu Sơn là uống chất không phải
đúng không? Rượu này Mẫu Sơn là lấy từ xương. À, em có thể giới thiệu qua là rượu Mẫu Sơn này. Rượu Mẫu Sơn này là do người Giang nấu ạ. Người Giang nấu là lấy cái xương. Dạ không, cái này là dùng nước trong suối Đông Khe để nấu ạ. Lấy cái nước Đông Khe không? Dạ vâng. Anh tưởng lấy từ xương, từ cái... Dạ không ạ, những hạt xương này không được nhiều nước thế đâu ạ. À thế ạ? Dạ vâng ạ. Thế đây mình thường thấy mình đặt thế đi rồi nhỉ? Dạ. Anh tưởng là... Lấy đi, lấy chưa? Anh tưởng là lấy từ xương này chứ, dạ, hóa ra là lấy từ nước suối à? Vẫn là nước suối. Dạ vâng ạ. Ồ thế anh nghe quảng cáo là bảo là... lấy từ xương... Dạ, có thể là mấy đâu ạ? Có lấy không này? Con hai này, cây chai này em đâu? Chai 150. 150 đó. Đây. Đây. Mộ xuân đỉnh. Sao trọng rồi em? Là cái này là rượu, nó màu trắng trong ạ. Trắng trong quá. Em vâng. Thử qua là chưa? Dạ chưa ạ, cháu đây là thử uống rượu ạ. Đây ạ. Thử uống rượu ạ. Chai mật mà chai mật. Thái bạn này không mua rượu à? Vâng, em mua rượu. 80 năm à? 8 năm ạ. 8 năm à? 80 năm à? 18 là 18 là 18 là 8 năm á. Dạ vâng. 8 năm. 8. Mọi người nhá. Hiện tại theo như em này em giới thiệu ấy, chai mở 8 này là năm 8 năm nhá. Toàn tiếng Anh thôi, mình chả hiểu đâu. Đó. Không có tiếng Việt. Không tiếng Việt đấy. Dạ. À, cái chai đấy nhá. Đây đọc ở đây ạ. Đây nhá mọi người nhá. Đây nhá, đây là 8 năm ấy, ngày 8 năm ấy. Được độc quyền ngon khi lớn mạnh nhá. Ngày sản xuất rượu M8 được lên non chân cất từ gạo trắng với từ 10 đến 10 loại lá. Dạ vâng ạ. 10 loại lá nhá mọi người. Ô, nhìn rất chi là thú vị luôn. Ô, giờ này màu trắng nhỉ? Dạ, rượu màu trắng là màu vàng ạ. Màu vàng á? Dạ vâng ạ. À, anh tưởng màu xanh. Dạ không ạ, cái vỏ màu xanh ạ. À đấy. Đấy, chai này là bao nhiêu? Dạ, một chai này là 560 ạ. 560 á? 560 nghìn á? Dạ vâng ạ. Ủa kìa. Ừ, uống ngon nhỉ? Dạ. Tưởng nó thức thức. Yeah. Mở 8 năm 560. Cái này, cái chai này là đẹp đấy nhỉ? Đỉnh này là à này này, còn chai này có nhiêu nhỉ? Dạ chai này là 80.000 ạ. 80.000 á? Dạ vâng ạ. Thật không ý? Dạ thật ạ. 80.000 á. Thế nhưng mà rượu này như thế nào? Dạ rượu này là đủ 1 năm trong chai ạ. 4 năm trong chai ạ? Dạ 1 năm ạ. 1 năm á? Dạ vâng. Cái này cái này 1 năm uống chùm. Dạ vâng ạ. Hai cái mát là uống ngon. Cháu thử uống rượu ạ. Cháu ạ. Em đồ gì vậy? Cháu có câu 2 đấy ạ. Em chưa 18. Wow. Hai làm chủ quán đây rồi. Về nhớ đăng ký kênh của anh nhé. Dạ vâng. Anh Mạnh Thế Lộc. Dạ vâng. Anh chuyên những giới thiệu những cái nét đẹp, vẻ đẹp của dạ vâng. Cái những khu du lịch mình đến. Dạ vâng. Thì anh nãy giờ thì anh vào anh tham quan cái khu du lịch của em, tham quan du lịch của mình. Dạ. Thì thật sự là anh chỉ muốn giới thiệu quảng bá cái hình ảnh của mình cho mọi người, dạ vâng. Cho bạn bè trên thế giới đều biết đấy. Nhá em nhá. Đó thì là đấy thì là chai này là ấy à? Dạ. 60.000 à? Dạ 80 ạ. 80. Dạ vâng. Anh uống rượu này. Là đến 1 năm nhỉ? Dạ vâng ạ. 1 năm. Mẹ đó là làm chén nhỉ? Cho thử luôn. Cho thử đi ạ. Dạ không. Cho thử. Dạ mua thì mới thử ạ. Dạ thử. Thử làm chén nhỉ. Dạ. Mua. Để
Nhưng mà em không thử được nhá. Em nhá. Dạ. Thì em cũng cảm thấy nhá. Dạ vâng. Dạ đây. Cái chai này bao nhiêu? Dạ chai này thì 30.000 ạ. Chai này bao nhiêu? 30.000 này như thế này. Dạ chai này được ủ 6 tháng ạ. 6 tháng ạ? Dạ vâng ạ. Hay làm chai này nhỉ? Ừ, làm chai này nhỉ? Rót ra là rót ra thử nhỉ? Dạ. Rót ra thử chứ. Dạ, thử không được chứ, chú mua rồi chú uống thử được. Mua uống thử à? Dạ vâng. Thế cái chữ thử không thử trước à? Thử trước là uống sau nhỉ? Dạ, không trả tiền rồi mới thử ạ. À. Thế anh mua rượu, uống rượu Mâu Thân Xuân là gì? À. Anh uống rượu Mâu Thân Xuân là gì? Thế là anh ấy trước thì dùng loại này nhiều. Vài này, nhận, vài hơn vài này. Cô nhân nói sao bảo có mười mười rồi phải không em? Dạ, mờ mười thì cháu cũng chưa biết ạ. Sao chưa bảo có hay sao? Mờ tám, mờ sáu. Dạ, mờ mười chắc. Mờ sáu là 65 à? Dạ vâng, mờ sáu. Mờ tám là 85. Dạ vâng. À. Ồ, thế mờ chín là 95 à? Dạ, không có mờ chín ạ. Cô thế á? Dạ chút vâng. Nhập. Không, chỉ có số chắn thôi, không có số lẻ. Dạ. Thế chẳng là chưa nồng đủ 95 à? Dạ không phải, không có mờ chín này, không đi dùng số chắn nè. Thế là đi đặt lũ sơn là ớt này âm là mấy năm nhỉ? Dạ. Ớt này. Mấy không? Ừ. Rồi hay là ra xem cái chung kia được không? À chung ngoài này. À, dạ. Chung ngoài này. Dạ chung kia đang ngủ rượu ạ. Rượu là không có rượu bán. Dạ. Là không có rượu bán. Dạ rượu kia chưa đủ năm để bán ạ. À. Vẫn còn đang ngủ nữa. À đang ngủ thôi. Dạ vâng. Anh tưởng là có rượu bán rồi. Chỗ rượu thử thử để bán. Dạ không có ạ. À. Thế nhà em người đấy. Dạ nhà cháu ở dưới chân núi ạ. Dạ vâng. Ở nhà em là thuê khoảng 150 rồi. Khoảng 1.000 đấy. Dạ vâng. Ừ, thì hôm nay anh như thế này anh chủ yếu là cái giới thiệu cái nét đẹp, cái văn hóa của trên du lịch này để cho mọi người biết. Thì là anh có làm thì muốn truyền tải tất cả cái hình ảnh đẹp nhất của cái khu du lịch này cho mọi người biết. Thế nên là em ra ngoài đi bên anh nhé. Dạ vâng. Anh mạnh cái động nhé. Dạ vâng. Ừ. Cảm ơn em nhé. Dạ vâng, mời gì ạ? Ừ, anh chào em nhé. Dạ vâng.